Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức nóng hổi về bóng chuyền được phát sóng hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Kính thưa quý vị, giải bóng chuyền hấp dẫn nhất khu vực CV League 2024 đã chính thức khởi tranh với những trận đấu đầy kịch tính và không thể đoán trước. Đặc biệt, chúng ta vừa chứng kiến một chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quý giá của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Philippines vào tối qua, 2-8. Với niềm tin và sự khởi đầu đầy gian nan nhưng đầy cảm xúc này, các cô gái vàng của chúng ta đã có được chiến thắng quan trọng để tiếp tục bước vào trận đấu thứ hai chiều tối nay. Trận đấu hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và khó lường khi đối đầu với đội tuyển nữ Indonesia. Mở đầu bản tin này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phân tích nhận định về trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia tại CV League 2024. Thông tin tiếp theo là những phản ứng của Bích Tuyền sau chiến thắng nhọc nhằn và nhận định của cô về trận đấu với Indonesia. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị thông tin về sự kiện bất ngờ khi Đặng Thị Hồng vừa đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nữ binh chủng thông tin dưới dạng cho mượn từ Thái Nguyên. Đội bóng này có thể đăng ký chính thức chủ công sinh năm 2006 cho danh sách dự giải trẻ toàn quốc 2024. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên nhận định bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia tại CV League 2024. Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại giải Đông Nam Á, CV League 2024, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Indonesia. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khi đối thủ được đánh giá là rất cân sức. Trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua một cuộc đấu căng thẳng và vất vả để giành chiến thắng 3-1 trước Philippines. Ngoại trừ set 1, đội chủ nhà luôn phải bám đuổi tỷ số với đối thủ trước khi bước lên ở cuối mỗi set để lật ngược thế trận. Đây là một minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường, nhưng cũng cho thấy một số điểm yếu cần khắc phục. Một trong những vấn đề đáng chú ý là khả năng đỡ bước 1 của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Khánh Đan và Như Quỳnh, các cầu thủ còn lại đã nhiều lần mắc lỗi bước 1, dẫn đến việc mất điểm hoặc làm chậm nhịp tấn công. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của khâu này, nhưng đội tuyển vẫn chưa thể cải thiện một cách triệt để. Bên cạnh đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu để tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm. Những pha đập bóng chéo sân, nhỏ bỏ, đập nhanh trên lưới và đánh bóng dọc biên đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, các tình huống đánh bóng sau vạch 3M của Bích Tuyền và đập bóng trực diện của Tú Linh, Kiều Trinh chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Đối đầu với Indonesia, một đối thủ nhiều kinh nghiệm và giàu thể lực, đội tuyển Việt Nam cần đề ra chiến thuật hợp lý hơn. Indonesia không chỉ mạnh về thể lực mà còn có chiến thuật thi đấu rất khoa học, đặc biệt là sau khi họ bổ sung trụ cột Megawati. Đây là mũi công rất sắc của Indonesia và sẽ là một thách thức lớn cho hàng trắng của Việt Nam. Đương kim vô địch FIVB Challenger Cup phải tập trung cao độ và phát huy hết khả năng của mình để đối phó với những pha tấn công uy lực từ phía Indonesia. Sự linh hoạt trong chiến thuật và tinh thần thi đấu quyết tâm sẽ là chìa khóa để Việt Nam giành chiến thắng. Phía bên kia chiến tuyến, tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm CV League 2024. Tuy nhiên, họ phải nhận thất bại 0-3 chóng vánh trước Thái Lan, điều này càng khiến đội bóng xứ vạn đảo quyết tâm hơn trong cuộc đọ sức với Việt Nam. So với giải châu Á, AVC Challenge Cup 2024 cách đây 2 tháng, đội hình của tuyển Indonesia đã được bổ sung nhân sự và gia tăng sức mạnh đáng kể. Đặc biệt, sự xuất hiện của đối chuyền đội trưởng Megawati là một phương án tấn công hiệu quả của Indonesia, hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam trong trận đấu tới. Do đó, các cầu thủ cần thi đấu tập trung, chắc chiêu cơ hội và hàng chắn cần thi đấu hiệu quả hơn. Đánh giá về đối thủ, Bích Tuyền cho biết, tôi cho rằng Indonesia là tập thể đồng đều. Đặc biệt, họ vừa bổ sung trụ cột Megawati. Đây là mũi công rất sắc của Indonesia. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình, hy vọng mọi thứ thuận lợi để có thể thắng nhanh, qua đó giữ sức cho trận cuối gặp Thái Lan. Tại AVC Challenge Cup 2024, tuyển Việt Nam từng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1. Người hâm mộ nước nhà đặt kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục tái lập thành tích này để có thể cạnh tranh ngôi vô địch tại CV League 2024. Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19:00 hôm nay ngày 3 tháng 8. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh của khu vực mà còn là cơ hội để các cô gái Việt Nam thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường. Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và hấp dẫn, không chỉ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong nước mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ,
các cô gái Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường để tiến thêm một bước trên con đường chinh phục SEA Games League 2024. Trong bối cảnh mà mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, việc giành chiến thắng trước Indonesia không chỉ mang lại lợi thế lớn về điểm số mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho trận cuối cùng gặp Thái Lan. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò của ông đang đứng trước một thử thách lớn, nhưng với sự ủng hộ từ khán giả nhà và sự quyết tâm không ngừng nghỉ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ cống hiến một trận đấu đáng nhớ. Tất cả các yếu tố đều đã sẵn sàng, từ tinh thần chiến đấu của các cô gái đến sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ. Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi mà chỉ có sự bản lĩnh và chiến thuật khôn ngoan mới có thể quyết định người chiến thắng. Liệu đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua thử thách này và tiến gần hơn tới ngôi vô địch SEA Games League 2024? Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho các cô gái vàng của chúng ta. Thông tin tiếp theo, Bích Tuyền lên tiếng về chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong trận ra quân SEA Games League 2024 vào tối ngày 2 tháng 8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ Philippines. Trận đấu diễn ra căng thẳng và đầy kịch tính, khiến khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc không thể rời mắt. Sau trận đấu, chủ công Bích Tuyền đã có những chia sẻ đầy chân thành về màn trình diễn của đội nhà, tuyển Philippines đến SEA Games League 2024 với sự chuẩn bị rất tốt. Họ chơi bóng tốt hơn so với thời điểm thi đấu ở FIVB Challenger Cup, đặc biệt là những tình huống chắn hay phòng thủ. Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc chưa tốt, một phần bởi toàn đội vừa thi đấu tại Thượng Hải, không khí và thời tiết thay đổi. Dù vậy, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hòa nhập với điều kiện thời tiết và sân thi đấu hiện tại. Bích Tuyền cũng đưa ra nhận định về trận đấu sắp tới với Indonesia, diễn ra vào ngày hôm nay ngày 3 tháng 8, tôi cho rằng Indonesia là tập thể đồng đều. Đặc biệt, họ vừa bổ sung trụ cột Megawati. Đây là mũi công rất sắc của Indonesia. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình, hy vọng mọi thứ thuận lợi để có thể thắng nhanh, qua đó giữ sức cho trận cuối gặp Thái Lan. Với tinh thần chiến đấu quyết liệt và sự quyết tâm cao độ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới những chiến thắng tiếp theo tại SEA Games League 2024, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực. Trận đấu với Indonesia hứa hẹn sẽ là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cô gái Việt Nam chứng minh bản lĩnh và tài năng của mình. Và cuối cùng, Đặng Thị Hồng gia nhập binh chủng thông tin. Trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam đang không ngừng phát triển, việc các tài năng trẻ được tạo cơ hội thi đấu và trưởng thành tại các câu lạc bộ lớn là điều vô cùng quan trọng. Đặng Thị Hồng, một trong những tay đập trẻ triển vọng nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, vừa đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ binh chủng thông tin dưới dạng cho mượn từ Thái Nguyên. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô mà còn mở ra những cơ hội mới cho Đặng Thị Hồng thể hiện tài năng và khẳng định vị thế của mình trên sân đấu. Nguyên nhân chính khiến Đặng Thị Hồng đến với binh chủng thông tin là do đội bóng chủ quản Thái Nguyên không tham dự giải trẻ toàn quốc 2024. Điều này đã tạo ra một khoảng trống trong lịch thi đấu của Hồng, khiến cô cần tìm một đội bóng khác để có thể tiếp tục thi đấu và phát triển kỹ năng. Binh chủng thông tin, với bề dày thành tích và sự chuyên nghiệp, đã trở thành lựa chọn lý tưởng để cô tiếp tục sự nghiệp. Đội bóng này sẽ đăng ký chính thức Đặng Thị Hồng vào danh sách dự giải trẻ toàn quốc 2024, mở ra cơ hội để cô thể hiện tài năng ở một sân chơi lớn hơn. Không chỉ dừng lại ở giải trẻ toàn quốc, Đặng Thị Hồng còn được Thái Nguyên cho đội nữ Ninh Bình mượn để thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đây là một cơ hội quý báu để cô có thể học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ thông qua việc thi đấu với những đối thủ mạnh trong nước. Sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm từ các cầu thủ kỳ cựu của Ninh Bình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai bên. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh, người mới đây đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam dự giải trẻ châu Á 2024, Đặng Thị Hồng đã có những bước tiến vượt bậc. Trong giải đấu này, cô và các đồng đội đã thi đấu xuất sắc và giành được suất dự giải U21 Thế giới 2025. Màn trình diễn ấn tượng này không chỉ giúp Đặng Thị Hồng khẳng định tài năng của mình mà còn mở ra cánh cửa để cô được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải Future Star 2024 tại Trung Quốc. Việc gia nhập binh chủng thông tin và được mượn thi đấu cho Ninh Bình tại giải quốc gia là những bước đi chiến lược trong hành trình phát triển sự nghiệp của Đặng Thị Hồng. Với sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên tài năng và môi trường thi đấu chuyên nghiệp, cô gái sinh năm 2006 này hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. Sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của Đặng Thị Hồng là nguồn cảm hứng lớn cho các cầu thủ trẻ khác và cũng là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong các giải đấu quốc tế. Đặng Thị Hồng đang chứng minh rằng với sự nỗ lực và quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua và mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho cô gái trẻ này trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới trong làng bóng chuyền.